ở trong một cái party chơi nhất được tổ chức bởi một cái team hip hop. Tất cả những team anh em ở đây đều chia vui và chúc mừng cho sự thành công của team ECOD. Xin tục tiên tên Nguyên Sao và mọi người đến đây để chúc mừng sinh nhật ECOD. Chúc anh em có một sinh nhật và một cái năm cống hiến những sản phẩm. Tới cái mặt tại ECOD bằng thi homie, người quyết, lần thứ 3 mẹ, và cái nhân viên này. Ok, đây là bài mới của mình nha. Yeah.
girl and be. She never said I'm better than me. But you know I had no plan. But you said lie and she broke my leg. Mama said she might hear if I get back. I could get my bitch out of that thing. Yeah.